Mà xin chào em nha. Anh có nhầm câu hỏi đó là em hỏi về cái con xe CBR150 thì tôi không biết có phải con này hay không. Hôm nay là nhập khẩu Thái Lan, hiện tại đang bán chính hãng tại đại lý, thì có trả góp hay không? Thì anh cũng chia sẻ em này. Thực sự thời buổi bây giờ để mà sửa những con xe này thực sự là mậu cũng rất là mơ ao ước có một con xe này, hoặc là có một con xe khác hồi xưa giá tiền trên dưới 100 triệu không thể nào mua, nhưng bây giờ có công ty tài chính hỗ trợ trả góp thì anh em có thể mua những con xe nào cũng được, không phải như hồi xưa rất là khó khăn. Như bây giờ anh em ai cũng thể là sửa con xe sang xịn và đẳng cấp nha. Thì mình cho nên anh nghĩ là sửa con xe máy bây giờ nó quá là dễ. Thì trả góp thì anh chia sẻ, nếu mà trả góp con xe này tầm nằm giá không phải 101 triệu nha, thì anh em đưa ít nhất thì phải trên 50%, mà đưa nhiều quá khi mình vay lại khoản tiền vay nó nhiều thì thành ra cái lãi suất nó sẽ hơi nhiều. Ví dụ anh em mà vay tầm 50 triệu trong vòng 12 tháng thì mất phải 6-7 triệu tiền lãi, hoặc là anh em vay tầm ở 20-30 triệu thì mất cũng tầm khoảng 3-4 triệu tiền lãi. Thì nếu mà vay ở công ty tính thì vay tầm khoảng đó thì nó đôi khi theo mình nghĩ thì nó cũng giá nó cũng là mất lãi suất lắm, đôi khi nó không đến nỗi nào mà nhiều lắm. Khi mà anh em đi vay nóng thì để mà sửa con xe thì anh em có cân nhắc để mà mua những con xe để mà mình đi lại các phương tiện. Những con xe này thì anh nghĩ thì nó rất là đẳng cấp. Giới thiệu sơ qua nhà, đây là con CB 150R. Đây là con xe nhập khẩu từ Thái Lan luôn. Bản đây là mình nhập thì nó tầm 20 chứ không phải 21. Thì tất cả những mẫu xe 21 thì tôi vẫn giữ nguyên. Thì vấn đề ở đây là cái năm sản xuất thôi, chứ còn cái model đời xe là vẫn một kiểu xe như thế này. Đèn pha full LED cổ điển, đèn xe nhanh tắt trời hai bên giống như Winix này. Hệ thống phanh ABS 2 kênh trước và sau luôn nha. Đây là khối động cơ 150 hộp số 6 cấp DOC. Đây, cái con xe này vẫn dùng những cái chìa khóa cơ bình thường, nó không có smart key, đồng hồ LCD. Thì bên trái này em thấy không, đây là cái con CB300. Wow, con này thì thôi nó bầm sự hơn nhiều, khối động cơ cũng mạnh mẽ hơn nhiều, và anh em phải có bằng A2 đấy. Hai con xe, hai anh em để anh em thấy, hai anh em giờ mẫu CB150 và CB300. Thì nếu như gọn gọn anh em đi bằng A1 thì sở hữu con xe này đi là vừa tầm, vì giá tiền nó hơi đắt tiền cho nên là đôi khi nó cũng hơi cân nhắc của giảm sóc hành trình ngược, đèn upside down, phục trước upside down, còn sau là mono shock một nhóm. Anh em còn con xe nào nữa thì comment là bên dưới để mà hỗ trợ cùng với trang mạo mục tiêu cũng như follow.